Niệm Phật có tốt không sư? Hằng ngày con đều niệm Phật khi nấu cơm, đi làm, đi chợ hay chạy xe ngoài đường. Rồi đây coi như một câu. Cái vấn đề đó là quý vị niệm Phật như thế nào? Quý vị đang thực hiện các cái phương pháp tùy niệm Phật như Đức Thế Tôn đề nghị, hay là quý vị chỉ đơn giản réo tên Phật? Đó là hai cái chuyện khác nhau. Muốn rõ về vấn đề này, sư đề nghị quý vị hỏi đó. Quý vị hỏi, mở cái YouTube của sư Hạnh Tuệ á. YouTube sư Hạnh Tuệ qua cái danh sách phát á. Kiếm cho sư đây, lớp nền Phật pháp nền tảng, thấy không? Lớp Phật pháp nền tảng ha, kéo xuống ha. Ở đây đây là có một loạt những cái bài niệm Phật theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, thì đây mới là cái phương pháp mà niệm Phật mà Đức Thế Tôn đề nghị nha. Chứ còn mà quý vị nói niệm Phật không thôi, sư không chắc là quý vị niệm như thế nào, tôi cũng hoài lắm.